ca sĩ Phi Nhung được đưa đi hỏa táng hôm nay. Gia đình nữ ca sĩ Phi Nhung quyết định sẽ hỏa táng thi thể cô tại Việt Nam. Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi vì mắc Covid-19 khiến người hâm mộ bằng hàng, thương tiếc suốt thời gian vừa qua. Theo thông tin riêng, sáng nay ngày 8 tháng 10, gia đình đã quyết định đưa thi hải Phi Nhung đi hỏa táng sau gần 2 tuần kể từ khi cô qua đời. Sau đó, cho cốt của nữ ca sĩ sẽ được đưa sang bên Mỹ. Trước đó, con gái ruột Phi Nhung, Wendy Phạm đang mong từng ngày có thể nhận thi hài của mẹ và nhìn mặt nữ ca sĩ lần cuối tại Mỹ. Được biết đã hai năm trôi qua, mẹ con nữ ca sĩ đã không được gặp mặt nhau do dịch bệnh COVID-19 căng thẳng. Phi Nhung từng hứa sẽ về Mỹ với con gái nhưng đã quyết định rời lại để giúp đỡ người dân khó khăn. Sau gần hai tháng chiến đấu với bệnh COVID-19, Phi Nhung đã ra đi vĩnh viễn. Thi thể ca sĩ Phi Nhung được hỏa táng tại Việt Nam và cho cốt được đưa sang Mỹ. Trước đó, con gái Phi Nhung có tâm nguyện được nhìn mặt nữ ca sĩ lần cuối tại Mỹ. Mạng xã hội thời gian trước lan truyền tin đồn linh cữu Phi Nhung đã được đưa máy bay sang Mỹ. Ngay sau đó, phía gia đình nữ ca sĩ đã phủ nhận thông tin này. Vào ngày 28 tháng 9 sự ra đi của Phi Nhung khiến người hâm mộ, đồng nghiệp vô cùng xót xa. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.